Bộ Y tế cho biết chiều 23 tháng 2, cả nước đã phát hiện thêm 6 ca bệnh COVID-19 là các bệnh nhân 2.396 đến 2.401 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Ca bệnh 2.396 đến 2.399 và 2.401 là 5 ca ghi nhận tại Hải Dương, là các trường hợp F1 đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện bệnh nhân 2.396 đến 2.399 được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bệnh nhân 2.401 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1, Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh. Ca bệnh 2.400 ghi nhận tại Quảng Ninh là trường hợp F1 liên quan đến các bệnh nhân 1.633, 1.655, 1.656 và 2.093. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Hiện tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta là 2.400, trong đó 1.502 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 809 ca, trong đó Hải Dương có 625 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 35 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 2 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 107.685, số ca tử vong là 35 ca và số ca đã được điều trị khỏi là 1.717 ca.